Mộc Tùng kính chào toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc. Vâng, hôm nay cơ sở của bên em vừa mới ra mắt một mẫu bàn Nhật siêu VIP. Vâng, kích thước to hơn, rộng hơn, đáp ứng được cho 8 đến 10 người ngồi. Vâng, em xin được một chút thời gian để chia sẻ thông tin về chiếc bàn Nhật này. Mẫu bàn Nhật này được làm bằng 100% chất liệu là gỗ hương đá. Kích thước là chiều dài 1m35, chiều rộng là 60 và cao là 25 phân. 100% là gỗ hương đá, được tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân, rất là đẹp. Vâng, đây em sẽ đi sâu chi tiết về cái chiếc bàn Nhật này. Ở đây là khuôn tranh, em làm giày là 2/8, yếm là giày 2/8, từ yếm tới chân là bên em soi một đường chỉ nhé. Đấy, nhìn nó rất là cân kiện và rất là đẹp. Chân là chân làm vuông và ở đây là mình có đục là một nhành lộc. Đấy, tượng trưng cho cái điều may mắn, tài lộc sẽ được mang đến cho gia chủ. Vân gỗ của hương đá thì rất là đẹp, rất là lõi. Đấy, bên em cam kết là 100% là bên em tuyển gỗ, tuyển vân. Sử dụng là 2 lớp sơn nốt và 1 lớp sơn BU4M chống sức O7 của Đài Loan. Do đó là sản phẩm sẽ rất là sang trọng. Mẫu bàn Nhật này sẽ được sử dụng cho từ 8 đến 10 người ngồi để ăn cơm. Đấy, hoặc là nếu mà mình có thể là để đọc sách, đọc uống trà. Hoặc là mình cũng có thể là kê trong không gian thờ để mình có thể là đọc kinh, ngồi thiền. Đấy, một chiếc bàn Nhật mà rất nhiều công dụng. Do tính nhỏ gọn nên bàn Nhật có thể di chuyển dễ dàng giữa các phòng, trong khi những bộ bàn ghế phòng khách hay những bộ bàn ăn không thể làm được điều đó. Đấy, nếu mà mình dùng sản phẩm này, mình hoàn toàn có thể không cần dùng bàn ăn, không cần dùng bàn ghế phòng khách. Đấy, mình miễn sao mình đầu tư là mình có một chiếc chiếu. Đấy, và khi mà mình ngồi như này, cảm giác nó sẽ rất là khác biệt. Đó là một trải nghiệm cách ngồi của người Nhật Bản. Đấy, mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, cũng như là sự gần gũi thân thiện giữa các thành viên trong gia đình, hoặc là sự gần gũi nồng ấm giữa khách và chủ. Đấy, do đó là mình phải biết là mẫu bàn Nhật là rất được nước Nhật cũng như là các nước phát triển đang có xu hướng sử dụng rất nhiều, và bên em sẽ đi sâu vào những cái mẫu bàn Nhật đẹp và VIP để phục vụ quý khách hàng. Nhân tiện đây thì em cũng xin một nút like, một nút đăng ký kênh của bên em để bên em có động lực làm những video tiếp theo mang đến nhiều sản phẩm cao cấp, chất lượng hơn. Cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi video này của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người.